Sáng ngày 20 tháng 6, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong 9 trường hợp dương tính này, có 5 trường hợp là có liên quan đến bệnh nhân 12.860, nhân viên bảo vệ tại quán Bombard Bakery and Coffee, địa chỉ tại số 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. 4 trường hợp còn lại liên quan đến khu vực Tam Giác, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2. Trước đó, vào tối ngày 19 tháng 6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết những người đến tiếp xúc ở khu vực Kiệt 407 Lê Duẩn, làm việc tiếp xúc với người tại công ty nhựa Duy Tân. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận bệnh nhân COVID-19 số 12.437, tên NVH, 59 tuổi, là nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân ở số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Bệnh nhân 12.437 từng có dịch tễ, tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 6, công ty nhựa Duy Tân đã yêu cầu tất cả các nhân viên trong công ty lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện gia đình và phát hiện ra trường hợp bệnh nhân 12.437. Liên quan đến bệnh nhân này, hiện có 32 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. <laughs>